Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có chiếc 75C nha các bác. Chiếc này chiếc xe đời mới nha, không có giá co, nói chung là thúc. Bắt bánh vô là thúc đẹp, nhưng con cái làm mới cho thôi. Đó, con này thì cũng khá là nước sơn khá đẹp, chén cổ cũng khá đẹp nha, nước chén cổ nhôm đồ cũng sáng đẹp. Rồi, máu đầu lên tinh luôn ha. Bác nào thấy ưng được alo con. Đầu vô giới thiệu cho các bác cái đề tôi này nè. Đây tôi này 7.000 Indonesia. Cái này con giao lưu là 300k bao ship nha các bác, 300k bao ship. Đây tôi này thì con nhiều lắm nha các bác, chứ không phải là có con cái đâu. Nhìn thấy bác thấy bác tưởng là con cái bán hoài, không phải. Đây, cái tôi này nè. Nó đưa cho mấy bác tham khảo rồi, chứ còn đề này thì con nhiều lắm. Nói chung là gã xe nè, đời này nó xài đề này nhiều. Rồi cái đề tôi nay này cũng là đề 7 luôn nha, hàng này cũng là hàng Indonesia luôn nha. Rồi cái này con giao lưu cũng là 300k bao ship nha. 300k bao ship cho cái đề tôi nay này luôn. Đó, bác ngợi nghe lô còn cái này ghiên hết nha các bác, hàng táo xe nha, bao xài. Rồi cái một cái gạt dĩa tôi nay luôn nha. Cũng là 7 luôn nha các bác. Đó, này hai dĩa. Hàng này cũng là hàng Indonesia luôn, cái này lắp được xe cổ luôn nha, lắp được xe đời mới luôn nha, rồi nó có khâu nè. Rồi cái này con giao lưu là 230k bao ship nha, 230k bao ship cho cái sang dĩa này bán nợ nha lô còn. Rồi con có một cái đùm Đài Loan cối 8 nha, nó đùm Đài Loan cối 8, clip thì clip Nhật 8, 2, 4, 6, 8 nha, xài ngon lành nha các bạn. Đó, cặp đùm thì cũng còn khá đẹp, khá là mướt nha. Rồi cặp đùm này con vô luôn là 850k bao ship nha. Đó, con lẻ là một cặp đùm là 450, clip 450 nha các bác. Rồi bác nào nghe lô con nha, clip 8 da băng nha, màu trắng khá đẹp, chưa vệ sinh luôn nha các bác, dày, rất là dày nha. Đó, rồi bác nào nghe lô con nha. Đó, cặp ngàm của nó luôn. Cặp ngàm này, cặp ngàm Đài Loan nha các bác. Nó hàng theo xe, cái này đường đường này là cũng Techo hoặc là thằng Romat thôi. Nó nhưng mà cái này không có chữ nha. 700C chữ gom rất là dày, còn đẹp luôn. Gom dày ha, 700C. Rồi bộ ngàm này con giao luôn là 250k bao ship. 250k bao ship cho bộ ngàm này bác nữ nghe lô còn. Rồi con cái viên trống này, viên trống 700C nha các bác. 700C mà 7660 hoặc 6580 đều được hết nha, tại vì nó có tăng đưa. Đó, cái này ở ngoài này thì bằng mũ nè, ở trong này bằng nhôm nè. Sơn đen ha. Rồi cái này bằng nhôm nè, cái này sơn đen, ở ngoài thì cái này chỗ này bằng mũ nè. Cái này nó bắt vô cái đũa không à, nhưng mà cứng nha. Nó cái này nó sản xuất chiên gì này bắt đũa nha. Rồi nhóm này con giao lưu là 300k bao ship nha. 300k bao ship cho cái chống nhôm này ở ngoài mũ, cái chỗ này bằng mũ nè, từ chỗ này bằng mũ nha, có tăng vừa. Rồi bắt đầu alo con. Rồi con có một cái bộ cái đề gợi đít 100 nè ha. Đề này đề 7 nha các bác. Nước xi si còn sáng đẹp nha. Mắc in già băng nha, chữ cho Shimano gợi đít 100 như này thì mắc rồi nha. Rồi cái đề này con giao lưu là 430k bao ship nha. 430k bao ship bác nữa nghe lâu còn. Rồi cái gạt dĩa gỡ đít da bằng ở bằng nhôm, bắt vô sườn ở nằm gì nè, bắt sườn gì nè. Rồi cái này con giao lưu là 230k bao ship nha. 230k bao ship cho cái gỡ đít da bằng này nha, bác nào thấy ưng được alo còn. Rồi con có bộ bidan ha, ngoài sắt trong mũ, hàng theo xe, nói chung là mấy bộ bidan theo xe thôi, mắc một cái da quan nè, nắp thì đầy đủ, mấy cái này thì nó xài thì cũng bền vậy đó. Rồi con giao lưu là 130k bao ship nha, cái da quan này bị bể nè, để họ coi kiếm da quan khác thay gì cho mấy bác. Thay hai cái vô luôn cho nó thành bốn cái da quan nha, 130 bao ship.
Rồi bộ này bằng nhôm nha, hàng này là hàng sản xuất nha, chứ không phải là Đài Loan sản xuất, chứ không phải là hàng treo xe. Giờ cái thằng này con giao luôn là 170k bao ship, cũng xài ngon lành nha các bác, bao xài luôn. Rồi có cái yên của nó luôn nè. Đó, cái yên này thì nó gách nha, có gách nè. Đó. Đó chỗ này nè. Này nè ha. Các chị mấy bác lợp đi chơi thôi nha. Đế thì cũng bao xài nha. Nè, cây này còn sáng nè. Yên này dáng đẹp nha. Rồi con giao lưu là 130k bao ship cho mấy bác về lợp đi chơi hoặc để gì chơi cũng được nha. Cái này cũng mềm nha, không cứng nha. Đó, bác nợ nghe lô còn. Rồi một cái giò lách cô bằng nhôm 170 nha. Đó, nước nhôm sáng bóng đẹp. Hai dĩa sắt nha. Dĩa này chắc khoảng 50 gram thôi chứ không có tới 52 nha các bác. 50 gram, gram hai dĩa sắt rất là dày. Đó, hàng theo xe nha, nên nó phải nói với nó bền lắm. Rồi cái bộ này con dâu luôn là 400k bao ship nha. 400k bao ship cho cái bộ này bác nè, alo coi. Khá là đẹp, sáng đẹp luôn. Thường ngày bán 430, hôm nay bán 400 thôi. Rồi cái bộ này, bộ Nhật nha, 170 Shimano da băng. Bộ này nước nhôm cũng còn khá đẹp nha các bác. Nó mình này mình vệ sinh rất là đẹp liền. Dĩa cũng là 50-40 nha, Shimano hai dĩa nhôm. Dòng này dòng đeo núi, nó thường có hai cái răng đối xứng, nó hơi mọn hơn tí xíu nè. Đó. Cái này nó có thể lên được 3 dĩa luôn nha các bác. Nó có con ốc nè, nó có con ốc lên 3 dĩa luôn nè. Cậu giò này con dâu luôn là 700k bao ship nha. 700k bao ship cho bộ giò Shimano. Đó, 170 này da băng này bác nhận alo con. Rồi cũng có một bộ đầu cậu ép luôn nha, xài tay lắc Shimano Tonay nha. Hàng này là hàng Indo luôn nha các bác. Đó, Indonesia ha. Đó. Shimano A070 Indonesia ha. Tay 7 nha các bác. Xài ngon lành nha, có tay thắng phụ sáng chói luôn nè. Vừa có tay lắng ấy, vừa có tay thắng phụ luôn nha các bác. Có chuông luôn nha. Có cái chuông luôn, cái chuông bằng nhôm luôn, cũng đẹp nè. Rồi cái này thì nó mắc cái miếng mũ này nha bác. Miếng mũ chụp trên này mắc cái miếng này nè. Đó, cái mà xài ngon lành nha, kiểm tra rồi nha. Nó lắc cho mấy bác nghe là cấp cấp. Đó. 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 Rồi cái tàu con tăng này cũng khá sáng đẹp nè ha, cái chuông này cũng kẹp. Nói chung là tại nó dính sát với con kiều không lớn nha. Đó, con tăng khá đẹp luôn. Sáng đẹp, cái con tăng đi đông cũng đẹp trơn, sáng chói luôn. Cái này gỡ dây ra cũng đẹp luôn, để xài không cũng đẹp sáng. Cái này thường thường lớn nha, khoảng muốn mấy không, cái này tay Đài Loan lớn nha. Rồi cái bộ này con giao lưu là 1.250.000 cao ship nha. Mắc miếng mũ cái này thôi nha. Đó, ngồi alo con. Rồi còn có một cái sườn 700c nha các bác. Cái sườn 700c này á là hàng này là hàng Đài Loan nha. Nó có tem nhôm nè, bông lúa đẹp ha. Số đây ống đầy nha. Chén cổ là chén cổ nhôm nha các bác, chén cổ nhôm nha. Chén cổ nhôm khá là đẹp. Đó, cái dàn khâu của nó là đẹp cực kỳ bằng nhôm nha. Đó, cái này cao là 53 năm nha. Cao 53 năm nè. Đó, 1054. Nước sơn thì nó màu tím tím nè, khá đẹp nha. Đó, còn giò dứa chạy bạc đạn nha, xài ngon lành. Chân cổ, của chân cổ không đủ tiền nha. Nước sơn rồi nè, đây là khá đẹp nha. Nói chung là chưa vệ sinh, chưa gì hết mà cũng đã đỡ rồi. Khi mình vệ sinh ra thì khá đẹp. Cái dòng này sườn này cũng nhìn giống như sườn cổ, nó nhỏ, nó có cái là nó lỗi, nó không có, nó không bằng người ta là nó không có chắc co thôi. Rồi cái thường này tổng thể cũng khá là đẹp, xài cổ ép. Nói chung là chén cổ thì chén cổ nhôm
trắng đẹp luôn, còn chữ như rõ ràng ha, nước sơn cũng màu tím tím khá là đẹp. Cốt viên thì ngon lành, không có bị kẹt nha. À, rồi cái sườn này con giao luôn là 1.200.000 bao ship nha, 1.200.000 bao ship cho cây sườn này, bắt đầu alo con luôn. Rồi hôm nay con có mới gì đó, bắt đầu thấy được nào luôn đó. Xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.